Hello, xin chào anh em. Hôm nay team tôi sẽ cùng với lại X-Men đi làm một buổi đi chụp ảnh như lần trước đó thôi anh em ạ. Nhưng mà đợt này thì chúng tôi lại có thêm một cái cảnh sếp chụp biển nữa. Hôm nay thì mọi người sẽ chia nhau ra đi. Anh Tabi thì đi trước rồi. Bây giờ tôi với anh Sang sẽ lên xe di chuyển ra chỗ studio. Hôm nay chụp ở hình như là cái chỗ đợt trước chụp FBL luôn thì phải. Let's go. Tình hình là từ Ocean Park mà đi đến cái studio hôm nay chụp ảnh thì tương đối khá là xa anh em ạ. Mất đâu đấy chắc khoảng 40 phút. Nên là tranh thủ thời gian này tôi làm ngụm cà phê xong rồi chắc là ngồi chợp mắt một tí. Ok, anh em đợi tí tới studio nhé. Ok anh em, thì bây giờ tôi với Sang đã đến được chỗ studio. Thì bây giờ chắc là mấy anh em đã lên phía trên trước rồi. Thì ở đây phía dưới nó là cà phê, còn phía trên là chỗ studio chụp ảnh. Lên thôi anh em ơi. Hello các anh của em. Sớm nha. Đây anh em ơi, thì anh em có thể thấy được là ở đây chỗ anh Hải với anh Hiệp đã make up và lên đồ xong hết rồi. Bây giờ thì tôi bên Sang sẽ lên make up. Trên kia kìa, đây là phú phở. Đi thôi. Không biết bạn à. Còn thiếu nhiều người không? Đâu thiếu... Đây tao biết rồi. Phải rồi. Đây kìa. Tao bị với lại ekip Noa. Anh. Alo sếp. Mày nhìn đồ đi biển thấy à? Ui. Anh. 15 phút lấy giờ của em là 15 phút. Mấy anh em xong hết rồi. Giờ còn có mỗi tôi với Sang với anh Tabi là cho make up. Thay đồ thôi. Mấy anh em make up xong hết rồi. Tôi với anh Sang mới thay áo xong. Thì phía trong này là khu vực make up. Ơ, khoa trò. Đến lúc nào vậy? Đến lúc anh đến lúc nào rồi? Sao lấy áo Tommy? Sao anh mới sửa lại? Úi trời. Ờ, cho Sang make up trước đi anh em. Đây. Chưa gì đã hết. Thấy gọi là quý LGBT đó, có lên hình trước rồi. Em zoom vào tí cho anh xem nào. À, ông này năm nay chụp ảnh có lẽ là đỡ hơn mùa trước.
Ở đây là chỗ studio, thì ở đây thì bên chỗ studio này có sắp xếp sẵn mấy cái kiểu mẫu luôn, để cho tí nữa anh em bọn tôi sẽ có cái kiểu dáng để chụp ảnh. Tại vì thường thường thì anh em biết rồi đấy, mấy cái tạo dáng này thì bọn tôi có vẻ là không giỏi lắm. Đây, đây họ có mẫu hết nè, mẫu của những cái game thủ khác đấy. Rồi bên đó còn có gọi là mẫu của cầu thủ đây, Goretzka này. Đó, tí nữa sẽ mấy anh em lựa kiểu nào mà ưng ý thì anh em sẽ tạo dáng và lên ảnh thôi. Mày lên vlog trong phố phở mất mày xinh thật. Rồi xin mời là bố chú rể đang chuẩn bị màn phát biểu. Ông này trông tướng được á, ông này trông tướng giàu đấy, ông này trông tướng giàu đấy. Ông này được đấy nhờ. Rồi bố chú rể hôm nay có đâu là phát biểu khi mà đến cái lễ của chú rể phố phở như nào. Mùa xuân phải có hoa đào, bình luận phải có đầy chào đầu tiên. Xin gửi lời chào đến với quý vị, đây là những diễn biến của chung kết FVPL Summer năm 2024. Tôi là bình luận viên khoa trò, người sẽ ngồi cổ vũ ngày hôm nay. Tôi là bình luận viên phú phở và hôm nay tôi sẽ cổ vũ cho Minh Anh. Và tôi, MVP của ngày thi đấu hôm nay. Vâng, và hôm nay trao giải giải nhất là 200.000 FC nhỉ? Bộ trưởng Bộ Hàn Quốc. Bạn make up chưa? Make up đi. Đang đợi anh Tommy để xem make up trước. Ok anh em ơi, thì đây là một số cái hình mà tôi với cả mấy anh em vừa chụp. Thì xem sơ qua tí. Đi giày đi, chụp cái đội rồi. Đi giày đi. Thì bây giờ sau khi chụp ảnh cá nhân xong thì bây giờ 7 TV sẽ chụp một cái bộ ảnh của riêng 4 thành viên của team. Đấy. Thì mấy anh em sẽ chụp với nhau. Hôm nay chúng ta còn tới hai concept vest với lại cả đồ biển nữa. Bây giờ chụp thì xem TV xong thì sẽ đến Deepman. Like risk, I don't think they ready for the shit. Take a flight to Cali for the bit. They don't ever wanna see me win. That's a lot of conversation.
shit. I'm on a roll now, Santa's making lists, bitch. These what they want, see, but they don't ever say shit. Back to the basics, you gotta keep your patience. Risk. Bây giờ cũng gần khoảng 2 giờ trưa anh em ạ. Chụp sáng giờ cũng mệt hết rồi. Bây giờ mọi người sẽ cùng nhau ra ăn cơm ở đây. Đây mọi người ăn trước rồi, nãy giờ tôi mệt quá, tôi nằm một tí. Giờ tôi mới ra ăn. Anh ăn cơm gì anh hai? Anh ăn cơm gà. Gà. Mình ăn đi. Nay tôi sẽ ăn phần cơm ba chỉ anh em ạ. Đấy, phần này ăn là bao no luôn. Được. Thôi vô ăn thôi anh em ơi. A few moments later. Anh em bây giờ thì mấy anh em đã chụp đồ vest gần xong hết rồi. Nhưng mà sau em chia tay gì đây? Tí nữa là anh em chúng mình chụp đồ đi biển đi anh em ạ. Tí nữa là bọn tôi sẽ có một chuyến đi, bọn tôi phòng xuống Hạ Long để bọn tôi bắt đầu chụp mấy concept đi biển tí. Nên là tôi xong sớm nên tôi thay đồ trước anh em ạ. Đây là quang cảnh bây giờ đây. Thì ở phía xa xa đây là hôm nay thì cũng có rất là may khi mà xem TV thì trong cái buổi chụp hình này thì cũng có những nhân vật để đến đây hỗ trợ anh em này, áo trắng này, camera zoom phát hộ mình cái nhở. Đấy. Nhìn giống bà bàng nhở. Đây là đang lắng nghe ý kiến của những người cấp dưới để có thể là lắng nghe chuẩn bị cho mùa giải mới. Đấy, thầy ông nội. Thầy ông nội. Rất là trí thức. Hôm nay là có cả anh Mây Suốt đồ cũng lần đầu đi chụp. Trước giờ thì theo hành trình đi đá giải thì chưa có buổi nào mà đi chụp ảnh kiểu concept như này. Chỉ có mỗi Seven TV thôi. Mùa này là mùa thứ hai đi chụp. Hy vọng là giống như anh em cũng tính đi là xong giải này thì anh em mình sẽ có một cái chuyến đi biển nữa. Đấy, thư giãn sau những cái thư giãn thì anh vẫn đi, thư giãn thì anh vẫn đi đều mà. Thì không bảo là cả team đi cùng thư giãn với nhau. Quen tất cả mọi người, anh em mình thư giãn với nhau. Cùng thư giãn cho nhau. Ok ok. Ok luôn. Khoa là chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút thư giãn rồi đó. Ok anh em ơi, thì tí nữa đến vào cái cảnh quay biển, tí đến với Hạ Long bắt đầu concept chụp biển thì chúng mình sẽ quay tiếp anh em nhé. Cảm ơn anh em nhiều. Ok. Ok anh em ơi, thì bây giờ anh em đã chụp ảnh vest cá nhân xong rồi, thì tới mình chụp. Đấy, mình chụp xong thì mọi người sẽ mặc cái kiểu vest này để làm một clip TikTok kiểu tổng tài. Ok anh em nhé. Bây giờ anh em bọn tôi sẽ quay thêm một cái clip TikTok đấy, để chuyển cảnh. Anh em nào mà xong cảnh này sẽ chuyển cái cảnh khác, xong rồi các anh em khác đáp lại. Giờ tới anh Tuyền. Ok anh em ơi, thì sau khi chụp vest xong rồi thì bây giờ bọn tôi sẽ đến với concept đi biển. Giờ đi thay đồ với đó. Đây, sen đã thay xong rồi. Và anh em ở phía trong đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhìn anh Hiếu quá. Nhìn anh Hiếu kìa, đúng biển luôn. Ơ, anh Hải à? Ơ, đi đâu ấy? Em đi biển. Ơ, đi biển ở đây luôn. Đi biển đây. Anh cũng đi biển, biển này đúng không? Đúng rồi, anh em đi chụp hình thôi, cái gì đó. Hè đến rồi. Bây giờ anh em đang chụp phía trong rồi, chuẩn bị tới lượt tôi nhưng mà tôi chưa nghĩ ra được cái kiểu nào hết. Anh em dự đoán tôi sẽ chụp kiểu gì cho nó hợp với cái style đi biển nào. We'll be right back.
Bây giờ thì bọn mình cũng đã chụp hình xong hết rồi. Bây giờ sẽ đến lúc đi ra chỗ VNS để bích cầu thủ anh em ạ. Hôm nay là ngày bích cầu thủ chuẩn bị cho vòng quyết. Ngày 18 rồi đã rồi. Và hôm nay bích cầu thủ để cho tuần sau thì cầu thủ sẽ về kịp cho bọn mình test. Ok đi thôi anh em ơi. A few moments later. Bây giờ thì bọn mình đã đến được VNS. Anh Tobi với lại cả mấy anh em thì đi ô tô riêng nên là đến trước rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên để chuẩn bị cho cái lượt bích cầu thủ vào lúc 6 giờ tối nay anh em nhé. Đây VNS thì chắc anh em nào mà ở Hà Nội thì cũng quá quen thuộc với lại VNS rồi. VNS có thể coi là thánh địa của Seven TV tại các giải đấu gần đây. Ở đây thì máy móc các thứ rất là ok và nằm ở trên một con đường đường láng khá là to, nằm ở tầng 3 chỗ 524 đường láng. Nghe đồn năm nay nếu tôi nhớ không nhầm thì năm nay FPBL sẽ tổ chức offline ở Hà Nội. Thì tôi nghĩ là việc mà tổ chức ở Hà Nội được thì nếu mà Seven TV vào top 4 thì chắc chắn đây sẽ là một cái giải đấu mà Seven TV thi đấu với sự ủng hộ của rất nhiều khán giả. Đây là đã đến VNS anh em ạ. Bọn mình sẽ vào phòng phòng riêng để bích cầu thủ, đó là phòng thi đấu của bọn mình luôn. Ơ sao mới có mấy anh em thế này? Anh ta bây giờ đâu? Anh ta bây giờ này đâu? Không biết, chắc là đang xe. Đây chắc là anh ta bây đi cất xe anh em ạ. Có mỗi anh Tuyền Sang với lại anh Quang đến trước thôi. Đây, đây là phòng thi đấu. Thì tí nữa bọn mình sẽ bích cầu thủ luôn ở phòng này. Mọi người sẽ chuẩn bị trước. Bây giờ là có thể test máy rồi. Test trước cái link để bích cầu thủ các thứ. Để xem coi nó có bị lỗi gì không, còn biết được mà fit. Anh thấy sao qua một ngày chụp ảnh như hôm nay? Anh thấy cũng khá mệt đấy. Nhưng mà được cái đi có team, nó đông vui. Đúng rồi, chứ như mấy mùa trước chắc là đi chụp có tí xong rồi lại về. Đi chở lâu. Thế thì anh em chụp anh em đi chụp xong thì ngồi ăn uống cà phê chuyện trò thì thời gian nó nhanh. Rồi. Ở với này hôm nay có buổi pick cầu thủ đó thì anh em tranh thủ xong thì về tập trung pick thì nó thời gian nó đỡ mệt hơn. Mà em thấy đi vậy thì kiểu mấy anh em trong team ai cũng sẽ có một cái bộ ảnh riêng á, thì anh em cũng phải làm mình ảnh đồ này nọ cũng ok. Mà hôm nay chụp từ sáng đến giờ vậy? Chụp từ mấy giờ ta? Hình như sáng lúc qua giờ là 9 giờ sáng, 9 giờ sáng 10 giờ gì đấy chụp. Đến bây giờ là 4 giờ mấy chiều, 6 tiếng đồng hồ. Gần 5 giờ rồi. Khoảng 6 tiếng đồng hồ mới xong. Anh Tuyền là sau mùa giải trước thi đấu ở TDC thì mùa này chỉ qua khoảng 2 đêm nhờ. Qua 2 đêm, anh Tuyền về làm thẳng luôn vị trí gọi là đội trưởng Quickman. Với mức lương lên đến. Lương thì ở STV thì mức lương không thể tiết lộ được. Đúng rồi, nhưng mà khá nhiều chỉ số của anh Tuyền, riêng anh Tuyền thôi nha anh em nhé. Điên quân tiền thôi, còn những anh em khác thì chúng ta chưa nói được. Lường ở đâu chứ lường STV không được tiết lộ. Nhưng mà về STV thì được cái là sướng anh em ạ. Gì cũng được. Giải đấu thì tổ chức liên tục cho anh em chạy hạt các thứ. Đấy, anh Tuyền thì bây giờ nhìn anh Tuyền đi. Khác gì đi học đại gia học Tây đấy anh em ạ. Đại gia á? Đại gia học Tây còn gì nữa. Đại gia Ocean Park. Anh Tuyền gọi là để ý kênh em tí nhá. Kênh của em anh chỉ vào anh ngó thôi. Nhớ với có phải nữa. Không bao giờ. Chết luôn cơ chứ. Ok anh em ơi. We'll be right back.
minutes later. Ok, thì bây giờ bọn mình đã biết cầu thủ xong, mình sẽ lên đường về Ocean Park thôi anh em ạ. À.